Nhớ đăng ký kênh, bấm vào chuông xem nhiều video mới nhé. Em chào anh chị nha. Em Trần Anh Ô Tô, hôm nay em review tiếp tục thêm một mẫu xe kinh điển nè. Kia Carens. Kia Carens là một dòng xe thương hiệu đến từ Hàn Quốc. Một mẫu xe 7 chỗ khá là pro, một mẫu xe xinh, một mẫu xe hatchback. Số sàn nha cô chú anh chị nha. Đẹp không? Form dáng trắng ông trinh, sơn xi đẹp, nước sơn phủ lên tới 75% là chất sơn rin, cạn trước có sơn dặm nhẹ nha. Đó là báo luôn. Chạy qua thời gian người ta dặm. Mâm là form mới, là mâm cây nè. Dòng này trang bị ABS chống bó cứng phanh. Bốn là vỏ đâu đó cũng khá là mới. Vỏ trước 90%. Gầm bề ở trong nè. Đời 24. Xe đẹp. Đảm bảo với cô chú anh chị cục máy bao rin rồi. Nội thất rất là ok nha cô chú anh chị nha. Đây nè, hai cụm đèn phía trước là mới nguyên bản nè. Form mới hết toàn bộ rồi. Trắng ngọc trinh. Một màu trắng xóa dưới một màn đêm buông xuống nha. Rất là tuyệt vời. Đây cô chú anh chị nè. Anh chị không? Đèn rin nè. Nắp capo không có dấu hiệu lỗi lầm nè. Đăng kiểm tháng 1 năm 2022. Đời 24, dòng này như đâu đó vẫn đăng kiểm một năm. Bốn cái vỏ đẹp như nhau nè, mâm là mâm cây nè. Mâm cây nguyên bản là form mới nè. Vỏ nè, hai cặp vỏ trước 90% chủ nhà vừa thay. Off body đầy đủ các tính năng trên chiếc xe này nha cô chú anh chị nha. Off body inox là đẹp chưa? Sơn xi đẹp lắm. Nè anh chị, bốn thắng đĩa nè. Vỏ sau được 80% nè. Đây là phần gầm nè. Gầm bệ sắc nội, không có một dấu hiệu là mục mòn nha. Nội thất của chú anh chị coi nè. Đây là phần nội thất là ghế nè. Là ghế da nè, ghế da nguyên bản của dòng Kia Carens. Rất là sạch sẽ. Con này thì bên Trần Anh đã đưa qua công nghệ xử lý làm đẹp toàn bộ rồi. Chủ nhà cũng đã lên full trần 5D nè. Đó, trần 5D rất là mới nha, vừa bọc trần xong. Con này trang bị trước một vàng, sau một vàng nè. Đây cô chú chị, phần tấp y cửa nè. Đẹp mà rất là sạch sẽ nha, keo chỉ là rin hết 100% nè. Không có dấu hiệu là móp béo trên chiếc xe luôn. Đây là phần nách cửa nè, bà con coi phần nách đẹp chưa. Phần chỉnh ghế phía sau nè. Phía sau là hai chỗ ngồi nè, 7 chỗ ngồi nha. Mới lắm. Trang bị màn hình Android. Camera dê có đầy đủ tính năng trên chiếc xe, lóc khóa mở cửa tự động từ xa. Vô lăng nè, vô lăng tích hợp nha. Củ số riêng nguyên bản của nhà sản xuất nè. Dòng này trang bị 5 cấp số, máy 2.0. Con này đâu đó cho cô chú anh chị kịch kim thì nó nằm tầm 9 lít trên 100 km thôi. Keo chỉ là rin đét nè. Đó, không có dấu hiệu xét rỉ luôn. Chất đóng cửa rất là liền. Chuẩn chưa? Không một dấu tích là lỗi lầm nha cô chú anh chị nha. Đây là chất sơn rin nè. Nha cô chú anh chị, chất sơn rin toàn thể trên cửa nè. Bốn cánh cửa này, dòng này có gương từ cụp từ mở. Đây cô chú anh chị, tích hợp là đi đôi cho em nó là gương chỉnh điện luôn nha. Đó, một cặp đang hoạt động hết đầy đủ tính năng rồi. Tay nắm inox. Keo chỉ là bốn cánh nè. Mất phân nào không? Không hề mất một phân nào. Hai bên sóng gân mạc tem nguyên bản cho xe nè. Đẹp như thế này. Đây nè. Hai bên phần tương trụ nè, không dưới là móp méo vô lăng nè. Dòng này trang bị là vô lăng tích hợp. Lắc nhẹ chìa khóa đã nổ rồi. 151.406 km. Đi đôi xe nó cùng điều hòa tự động nè. Chỉnh nè. Các chức năng đang hoạt động, lấy gió trong gió ngoài nha. Sông kiến là sông gương nè. Chế độ gióp là chế độ chọn chân gương mặt chân nè. Mặt nè. Đó, củ số nè. Củ số là rin nguyên. Trang bị màn hình OLED cực kỳ là rộng nha. Nè, định vị wifi, YouTube đầy đủ các tính năng trên chiếc xe rồi. Chả thiếu bất cứ một khoản gì đâu, kết nối wifi luôn nha cô chú anh chị nha. Đây là khay học để đồ nè. Nghe tổ sạc, nghe USB nè. Các kiểu đầy đủ rồi, trong đây có khay thẻ SIM nữa nha. Đó, màn đó, màn wifi di động đó. Ok chưa? Mẫu này thì bà con lấy về bà con chạy thôi. Trải nghiệm ngay cục máy cùng với Trần Anh trợ lực nè. Trợ lực con này cực kỳ là đầm. Đầy đủ kèn cực kỳ là lớn nha. Đây cô chú anh chị, tổ sạc đầy đủ các kiểu nè. Khay học tì tay nè. Rin chưa? Cực kỳ là rin. Ưu tiên. Các tính năng đang hoạt động rất là hoàn hảo rồi. 151.406 km rồi nha cô chú anh chị nha. Vô lăng trợ lực dầu rồi. Nhẹ không? Đó, xe sạch sẽ, tấm chống nắng trên trần, mạc tem nguyên bản. Qua thời gian và năm tháng rồi. Quá chất. Anh chị có cục máy nè.
Dòng này 2.0 thì sẽ trang bị là ABS nha cô chú anh chị. 1, 2, 3, 4. Em này xài 4 máy thôi. Đây là thanh bếp full FI toàn bộ là 4 thanh bếp full FI. Đây là boe lấy gió từ ngoài vô trong nha, đưa trực tiếp vào boe nè cô chú anh chị ạ. Gió, xăng, lửa, dòng này chỉ có 3 cái đó thôi. Đây hai bên phần thân trụ đẹp như nhau nè. Đinh bấm nữa không có dấu hiệu khui ra chỉnh lại nè. Keo nè, đây là keo rin nguyên bản của nhà sản xuất nha. Đẹp như thế này không một dấu hiệu là móp méo. Đi đôi cho em nó đèn halogen, đèn rin nguyên bản của nhà sản xuất luôn. Trang bị bình khô. Bình khô đút xanh đang còn hoạt động rất là ok. Rin chưa? Anh chị coi nè, riêng cái phần nồi côn là rin đẹp luôn nè. Côn là không có dấu hiệu khui ra chỉnh lại nha. Đây là lái mà mép nè. Với lại phần hộp số là hộp số rin nha. Hộp số bao rin cho bà con cô bác luôn. Đây cô chú chị. Xe không có dấu hiệu đổ hơi nè. Đây là cục máy nè. Xe nè, không một dấu hiệu đổ hơi. Bút xoay cam cò đang bơm rất là ok. Ở phía trong thì chúng ta sẽ gặp phần nỉ cách nhiệt nha. Nỉ cách nhiệt phía trong là không có dấu hiệu rách rưới. Đi xuống một xíu nữa chúng ta sẽ bắt gặp cục ABS đứng chờ tại đây nha. Đó, cục ABS. Chuẩn chưa? Boe, hộ bạn chỉ dẫn cầu trì full body đầy đủ các tính năng trên chiếc xe rồi. Đây là keo rin nha. Keo này là keo rin 100%, mặt nắp ron cam cò chưa có dấu hiệu khui ra chỉnh lại. Đây cô chú anh chị nè. Anh chị thấy không? Đây là keo chấm keo rin nguyên bản của nhà sản xuất nè. Mặt nắp ron cam cò không có dấu hiệu khui ra chỉnh lại. Trần Anh xin nhắc lại, két nước còn mới tinh luôn. Nước giải nhiệt nè. Anh chị coi nè, mới tinh luôn chưa? Cục máy đang hoạt động. Đệm cao su dễ đỡ của thân máy. Từng nhịp, từng nhịp, từng nhịp theo bước chân nha. Kia Grand tung tăng hết ke trên con phố này. Rất là tuyệt vời. Trải nghiệm phần máy. Máy êm chưa? Máy cực kỳ là êm nè. Không có dấu hiệu rung lắc luôn. Đây là đệm cao su nhịp của thân máy nè. Nước giải nhiệt. Xe đẹp như nhau. Đây là nắp capo nè cô chú anh chị nè. Keo chỉ cho nắp capo rin hết 100% nè. Chỉ đi chỉ rin nha. Xe này nói chung là chủ nhà người ta cũng đã lên full kính đồ chơi rồi. Và giờ đây cô chú anh chị mua về, cô chú anh chị chỉ việc chạy. Ngoài ra không phải làm thêm bất cứ một khoản gì ở trên chiếc xe nữa nha bà con cô bác nha. Đẹp như nhau. Xa xa ở cuối chân trời nha. Salon Trần Anh đó rất là nhiều nhiều mẫu xe. Xin mời cô bác anh chị ghé thăm ủng hộ cho Trần Anh Ô tô Đà Lạt Lâm Đồng. Một kênh mua bán đầy uy tín luôn. Thương hiệu đẳng cấp là bờ rồ trong cuộc sống nha. Mới chưa? Vỏ mới nè. Cái gì cũng mới hết. Máy móc thì bao rin. Hai bên đinh bấm nè. Không có dấu hiệu là móp méo nè. Anh chị coi keo chỉ ở phía cánh sau nè. Đẹp như nhau. Ok chưa? Hết sảy cái trận này luôn. Cái trận này hết sức nha. Thảm chống nóng đầy đủ các kiểu rồi. Đây cô chú anh chị nè. Xốp theo xe, vỏ đồ xe cua đầy đủ nè. Hai bên những sóng gần nè. Không có dấu hiệu là phai mờ. Chất nguội gốc 49. Gốc 49 nha. Gốc này gốc Đà Lạt đó. Quay luôn phần gầm cùng với chiếc Anh Ô tô nè. Dòng này dẫn đầu cầu trước. Đời 24 thì cái gầm thì khỏi phải suy nghĩ đi. Gầm đẹp lắm. Đây cô chú chị thấy cái gầm của em đó không? Thẳng tưng. À, có dấu hiệu là mục không? Đời 24 thì không thể nào mục gầm được đâu. Mới có 6-7 năm chưa qua à. 7 năm chưa qua ân tình không dám ngỏ nha. Em nó rất là tuyệt vời và rất là cực kỳ là xinh đẹp luôn. Đó, gầm là bao chất, bao đẹp. Cục máy bao cho cô chú anh chị nha. Cục máy bao rin. Đó là lời Trần Anh nói. Rin từ mặt nắp ron cam cò, rin tới hộp số. Rin tới phần lái mô mép luôn. Chất chưa? Khay học tì tay nè cô chú anh chị nè. Ok chưa? Đường không đi chắc chắn rồi. Con đường sẽ đầy cỏ dại. Người không mua xe giao lưu qua lại, chúng ta mãi mãi đành phải xa nhau. Chất đóng cửa cực kỳ là liền nha. Một lần nữa Trần Anh xin kết thúc channel tại nơi này. Em see you and goodbye.